Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Kiki Cục của mình. Đến với chuyên mục rèn luyện thói quen đọc sách trong series những con chữ không quạo á, thì tuần này mình muốn mang đến cho mọi người một cuốn sách mà cực kỳ cuốn mình luôn. Đó là cuốn Yêu của tác giả Osho. Và những cái bài học mà mình nghiệm được trong quá trình mình đọc sách. Trước khi đi tiếp với video này thì có một sự thật là lúc đầu thì mình chỉ định làm review cuốn sách này thôi. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là thích hợp hơn nếu mà mình chia hai video với hai content khác nhau liên quan tới cuốn sách này. Thật sự thì mình rất là tâm đắc quyển sách này luôn. Và sẽ là không liên quan nhưng mà cũng cực liên quan luôn. Đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình á, thì đừng quên hãy like, share, nhất là đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Cái này thì mình không có ép, vì mình ép cũng ép không có được. Mình chỉ nhắc, sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Và có một điều mà mình khuyến khích nữa, đó là vì đây là những bài học do cá nhân mình nghiệm được trong quá trình mình đọc sách, nên sẽ tiết lộ một phần nội dung của quyển sách và là những cảm nhận, những suy nghĩ riêng của bản thân trong quá trình mình đọc sách. Đương nhiên thì mỗi người sẽ có một cảm nhận, một suy nghĩ riêng, nên sẽ thật là tuyệt vời khi bạn là người chính tay cầm quyển sách lên đọc và nghiệm nha. Ok, giờ thì bắt đầu luôn vào clip thôi. Như mình đã nói trong clip review á, thì đây là cuốn sách tiêu thực căn nguyên của tình yêu, cách chúng ta được tình yêu của các đấng sinh thành chào đón vào đời, cách chúng ta hình thành tình yêu từ cách yêu của ba mẹ, cách chúng ta tận hưởng sự cô độc và cái gọi là tỉnh thức trong tình yêu. Vấn đề đầu tiên mà mình nghiệm được trong sách luôn, đó là một vấn đề môn thảo của các cặp đôi yêu nhau luôn. Đó là ví dụ bạn đang hẹn hò với người yêu đi, thì vô thức có một cô nàng đẹp, một anh chàng ưa nhìn lướt ngang qua bạn, thì ánh mắt của bạn vô thức sẽ nhìn theo người đó. Đặt trường hợp á, là người yêu bạn nhìn theo một anh chàng, một cô nàng ưa nhìn đi, bạn có tức không? Ngẫm mình thì mình tức chứ. Kiểu, ủa, bố mình chết rồi hay gì? Bố vẫn còn đứng sừng sững ở đây trước mặt mày mà. Rồi tỏ ra giận hờn, ghen tức cái kiểu ha. Và khi mà mình đọc sách á, thì mình nhận ra đây là một cái sự thật hiển nhiên. Bạn không thể cấm người yêu bạn bị cuốn hút bởi một người đàn ông hay là một người phụ nữ khác. Vì đơn giản, bạn cũng là một người đàn ông, một người phụ nữ mà. Nếu mà người yêu bạn không bị cuốn hút bởi một người đàn ông, một người phụ nữ, thì người yêu của bạn đã không chọn bạn, phải không? Từ cái hiểu đó thì mình sẽ thông cảm hơn cho người yêu của mình. Đương nhiên thì sẽ vẫn có ghen chứ, nhưng mà ghen một cách tinh tế, ghen một cách thấu hiểu hơn. Và mình có lòng tin ở bản thân, cụ thể là có lòng tin ở nội hàm của mình. Về ngoại hình thì có thể một hôm xui xui gặp được một người có ngoại hình đẹp hơn mình đi, nhưng mà về nội hàm á, thì mình tin tính cách của mình là một nét đẹp có thể thu hút được người yêu của mình. Không thích mình thì thôi nha, thích là thích chết luôn á. Khi mà yêu nhau một thời gian ấy, thì sẽ có cái gọi là chán nhau trong tình yêu ấy. Những lúc như vậy, mọi người sẽ xử lý như thế nào? Mình thì không thể nói là quá hiểu rõ cái cảm giác lúc ấy, nhưng mà mình thật sự nghiêm túc bỏ công ra suy nghĩ về cái tình trạng lúc đó. Sẽ có người á, giải quyết bằng cách là kết thúc mối quan hệ với người này và bắt đầu một mối quan hệ mới với người khác. Công tâm mà nói á, thì đây cũng là một cách giải quyết. Nhưng liệu nó có phải là cách giải quyết tận gốc hay không? Khi đọc sách á, thì mình nghiệm ra á, là bạn tìm người mới, bắt đầu một mối quan hệ mới để mọi thứ xung quanh, môi trường, yếu tố khách quan thay đổi. Thì một thời gian sau, tình trạng tương tự lại xuất hiện, là bạn lại chán cái người mới mà hiện giờ đang là người yêu hiện tại của bạn, và lại thay đổi môi trường, thay đổi người yêu mới nữa. Không biết mọi người có nhận ra một cái yếu tố tiên quyết để mà một sự vật hiện tượng có thể bền lâu được, đó là xuất phát từ cái bên trong bản thân bạn không? Chưa bao giờ cái bên ngoài có thể trường tồn cả. Như việc tập thể dục thể thao đi, là xuất phát từ cái bên trong là bạn muốn mình có một cái cơ thể khỏe đẹp hơn, vận động đẹp hơn và trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân á, thì điều đó mới giúp bạn hình thành nên cái thói quen tập thể dục thể thao thường xuyên mà thôi. Còn đặt trọng tâm về cái bên ngoài như là ánh mắt nè, sự ngưỡng mộ của những người xung quanh nè, thì đó cũng có động lực đó. Nhưng mà hạn sử dụng của cái động lực đó chỉ mà đến khi thay đổi được những cái suy nghĩ của những người xung quanh về bạn mà thôi. Cái mà thay đổi được họ rồi á, thì cái động lực của bạn sẽ mất dần theo thời gian. Ta thường nghe cái câu á là không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Sẽ có bạn nói là sao hả, làm gì không có, sớm tao nè, ngày nào tao cũng tắm trên con sông ấy chứ đâu, không phải hai lần mà rất là nhiều lần luôn. Nguyên gốc của câu văn đó là như vậy nè: No man even step in the same river twice.
For it's not the same river, and he's not the same man. Của Heraclitus. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả, vì bản chất của dòng sông đã khác, và bản chất của ta cũng đã khác. Đó cũng là lý do cho dòng chữ being in love, tỉnh thức trong tình yêu. Và chỉ mà khi mà tỉnh thức á, thì bạn mới nhận ra là tất cả mọi thứ xung quanh luôn thay đổi, ngay cả một vật vô tri vô giác. Vì sao hả? Vì thậm chí á, ngay cả bạn của một giây trước cũng đã khác bạn của hiện tại rồi. Vì suy nghĩ của ta đã khác rồi. Hoặc là bạn không có tâm thức, khi đó thì bạn sẽ không nhận ra được những cái sự lặp đi lặp lại. Hoặc là bạn có rất nhiều tâm thức để nhận ra được những cái sự đổi mới trong những lần lặp đi lặp lại đó. Đó là cách để chúng ta thoát khỏi sự buồn chán nói chung và buồn chán trong tình yêu nói riêng. Thực sự á, thì ta luôn phải tỉnh thức trong tất cả mọi thứ, chứ không chỉ trong tình yêu đâu. Và theo mình á, thì cái tỉnh thức mà tác giả đề cập trong quyển yêu á, nó là cái gọi dạng hệ thống 2 trong quyển sách Tư duy nhanh và chậm. Và một bài học nữa mà mình học được trong sách là gì mọi người biết không? Cũng thật là tình cờ. Vì khi hiện giờ thì mình đang độc thân, nhưng mà mình cũng đã có vài plan khi mà bước vào một mối quan hệ nghiêm túc rồi. Đó là có thể mình sẽ dành ra một khoảng thời gian, ví dụ như là một tuần, mình sẽ dành ra một tiếng để mà có một cuộc họp. Nói khô khan là cuộc họp vậy thôi, chứ thiệt ra là sẽ dành ra một tiếng ngồi xuống nói chuyện với người yêu về những cái điều mà mình và đối phương không hài lòng ở nhau, từ đó cải thiện. Thật là trùng hợp khi mà điều đó cũng được tác giả nêu lên trong sách luôn. Sau khi đọc sách á, thì mình cũng không đặt nặng cái vấn đề gặp đúng người nữa. Mọi người nghe kỹ với mình nha, không đặt nặng chứ không phải là không cần. Mình vẫn cần chứ. Nhưng mà mình không muốn á, cái suy nghĩ gặp đúng người của mình biến chất trở thành một cái mỏ neo luôn đè mình xuống, kiểu luôn phải mù quáng kéo dài một mối quan hệ dù cho hết yêu. Mình không muốn điều đó xảy ra. Nói một cách khác á, đó là xem nhẹ việc chia tay, xem mọi thứ mình gặp như một trải nghiệm. Và mình hiểu á, là chuyện gì cũng sẽ có một mặt tích cực của nó. Như tác giả nói á, thì cuộc đời sẽ thật chán khi mà không có biến động gì xảy ra cả. Biến động á, một cách nào đó cũng là một cách để mà rèn luyện, tôi rèn lên bản thân. Và tương tự, người yêu tương lai của tôi nghe nè, ngại quá. Như đã đề cập ở trên á, thì bạn cũng biết là chúng ta sẽ có một cuộc họp định kỳ với nhau phải không? Trong cuộc họp đó thì ta phải thành thật với đối phương về tất cả những cái cảm nhận, suy nghĩ của mình. Nếu mà không muốn yêu nữa, muốn làm bạn á, thì đừng ngại, cứ nói thật suy nghĩ của bản thân ra. Có thể điểm dừng yêu của cả hai sẽ không giống nhau, nhưng tôi sẽ tôn trọng và biết ơn khi mà bạn nói lên cảm nghĩ thật của bạn. Và hơn ai hết, tôi hiểu một điều là gượng ép sẽ không đi đến đâu cả. Nên tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định đó của bạn nếu mà trường hợp đó xảy ra. Ok, đó là tất cả những bài học mà mình đã nghiệm được trong quá trình mình đọc quyển sách Yêu của tác giả Osho. Mong rằng các bạn sẽ thích video này và cùng đón chờ những cái video khác của mình nha. Nếu mà thích thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansiki. Bạn có thể comment trực tiếp phía bên dưới hoặc là nhắn tin về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của mình, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn vì đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.